Khi nhắc tới các nhà máy, khu công nghiệp, chắc hẳn ai nấy đều cho rằng đó là những nơi sản xuất đầy bụi, rác thải và nóng nực. Tuy nhiên, bạn sẽ có những suy nghĩ, cảm giác mới khi đến với nhà máy Secoin Hưng Yên. Tại đây, không những bạn được tham quan một quy mô dây chuyền sản xuất khoa học hiện đại mà còn được tận hưởng bầu không khí mát mẻ, một không gian xanh mà bạn khó có thể bắt gặp ở các nhà máy công nghiệp khác. Là một trong những doanh nghiệp hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng không nung, nhưng bên cạnh những thành công trên lĩnh vực thương trường, góp phần làm giàu cho đất nước, xã hội, thì doanh nghiệp này đã có những nỗ lực giữ gìn bảo vệ môi trường. Đó chính là công ty sản xuất vật liệu xây dựng không nung Secoin. Những hàng cây xanh rợp bóng, những loại cây ăn trái đa dạng chủng loại, một ao cá xanh biếc, những luống rau tươi tốt, một hệ thống thủy canh hoàn chỉnh và những bao gừng liền kề nhau tạo cho nơi đây một màu xanh bao phủ. Tất cả khiến Secoin, một nhà máy công nghiệp chuyên sản xuất vật liệu xây dựng, lại được mệnh danh nhà máy xanh. Hướng kinh doanh của công ty Secoin là nguồn cổ vũ kịp thời cho định hướng sản xuất tiêu dùng đúng đắn về vật liệu xây dựng mới tới các doanh nghiệp trên chặng đường phát triển bền vững với mục tiêu xanh hóa ngành sản xuất vật liệu xây dựng nước nhà. Làm ra những sản phẩm sạch, thân thiện với môi trường, bảo vệ môi trường, đó chính là tiêu chí của Secoin. Và cũng chính lý do này, Secoin đã hết sức chăm chút cho phòng sinh học của công ty. Phòng sinh học có nhiệm vụ nghiên cứu và thực hiện các mô hình thí điểm về trồng cây ăn quả, rau, hoa. Và mô hình nhà máy xanh được ra đời tại phòng sinh học này, dựa trên ý tưởng và tâm huyết của giáo sư tiến sĩ Đinh Xuân Bá. Người công nhân đến với nhà máy thì hàng ngày là tiếp xúc với các cái khối bê tông và khối sắt thép vô cảm. Thì chúng tôi muốn là xây dựng một cái chương trình nhà máy xanh áp dụng ở cả 6 cái nhà máy của công ty vật liệu xây dựng Secoin. Nhưng bước đầu là thí điểm ở nhà máy Secoin Hưng Yên. Làm sao cho có thể xây dựng được ở trong một cái nhà máy công nghiệp một cái thảm thực vật, đúng hơn là một cái thảm sinh học. Người công nhân khi tiếp xúc hàng ngày với các cái khối vô cảm đó vẫn có một không gian xanh ở bên cạnh. Như vậy thì người công nhân sẽ thoải mái hơn, có tâm hồn đẹp hơn trong cái việc làm của mình. Thì đấy là cái mục đích chính của cái chương trình nhà máy xanh thuộc hệ thống Secoin của chúng tôi. Nhưng việc làm đó không phải dễ, cho nên chúng tôi phải nghiên cứu và phải thí điểm từng bước một. Thì hiện nay cái dự án nhà máy xanh của nhà máy Secoin Hưng Yên đã tiến triển được bước đầu, tức là hoàn thành được cỡ gần một nửa cái dự kiến chúng tôi định làm. Các nhà máy, các khu công nghiệp được biết đến như một môi trường làm việc hết sức vất vả và nhiều độc hại. Công việc nặng nhọc khiến những công nhân làm việc tại các khu công nghiệp, các nhà máy thường xuyên trong tình trạng mệt mỏi, căng thẳng. Không những vậy, việc tiếp xúc thường xuyên với các hóa chất độc hại có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sinh ra các bệnh tật nguy hiểm. Nhiều nhà máy, xí nghiệp chưa thực sự thân thiện với môi trường. Trong quá trình sản xuất, đặt lợi ích kinh doanh lên hàng đầu, vấn đề môi trường bị coi nhẹ. Các nhà máy xí nghiệp này không ngừng thải ra môi trường những hóa chất và chất thải độc hại. Đây là nguyên nhân dẫn đến tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng trở nên trầm trọng. Ô nhiễm môi trường thực sự đe dọa cuộc sống của loài người trên hành tinh chúng ta, nhưng ý thức bảo vệ môi trường vẫn còn là một vấn đề cần quan tâm nhiều hơn nữa. Mô hình nhà máy xanh Secoin là một giải pháp phù hợp với xu hướng thế giới trong việc bảo vệ môi trường, là hành động có ý nghĩa thiết thực trong công tác gìn giữ và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.
mô hình được thực hiện dưới dạng thử nghiệm bằng biện pháp kỹ thuật thủy canh tự động và các loại cây trồng quen thuộc gần gũi với chúng ta. Mô hình nhà máy xanh dù mới được triển khai chưa lâu nhưng đã mang lại những kết quả khả quan và cho thấy tiềm năng có thể nhân rộng mô hình ra bên ngoài. Nhưng chúng ta có thể biến điều tưởng như viễn tưởng ấy trở thành sự thật với việc trồng cây trong bao hoặc chậu cùng hệ thống thủy canh tự động. Nhưng còn tuyệt vời hơn khi có một hệ thống thủy canh nằm ngay trong nhà máy công nghiệp dùng cung cấp rau xanh cho công nhân. Khi diện tích đất cây trồng ngày càng thu hẹp, thủy canh trở thành một phương pháp phù hợp. Với phương pháp này, chúng ta không cần sử dụng đất mà vẫn có thể có được rau xanh, hoa tươi phục vụ cho đời sống hàng ngày. Phương pháp thủy canh bước đầu được thực hiện trồng các loại cây, rau muống, rau cải, rau dền và hình hoa. Hệ thống thủy canh này rất linh động, cho phép người sử dụng có thể thiết kế thành các hệ thống sản xuất rau hoa sạch bằng phương pháp thủy canh ở nhiều quy mô khác nhau, phù hợp với các điều kiện không gian và địa lý khác nhau. Việc trồng cây không có đất thật sự đem lại rất nhiều thuận lợi khi sử dụng một môi trường sạch khuẩn và không phải lo lắng đến việc trừ cỏ dại, trừ sâu và các côn trùng có hại trong đất. Hơn nữa, khi dùng kỹ thuật thủy canh, cây trồng sẽ có được môi trường sống đầy đủ các thành phần dinh dưỡng thiết yếu. Do vậy, cây sẽ sinh trưởng và phát triển nhanh hơn, việc canh tác cũng đơn giản hơn đối với cây rau và hoa.
Một thuận lợi lớn của kỹ thuật thủy canh là cho phép thiết lập hệ thống nuôi trồng tự động. Khi sử dụng hệ thống tự động, người làm vườn có thể linh hoạt được thời gian chăm sóc cây trồng. Trong tương lai, khi dân số ngày một gia tăng, đời sống được nâng cao, đất đai trở nên khan hiếm, thì kỹ thuật thủy canh dần dần thay thế phương pháp trồng trọt truyền thống. Vì không những mang lại món lợi nhuận khổng lồ cho ngành nông nghiệp, kỹ thuật này còn giúp gìn giữ môi trường được trong sạch. Đây chính là mục tiêu được coi trọng hàng đầu để góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của con người. Bên cạnh hệ thống thủy canh tự động, mô hình nhà máy xanh còn triển khai thí nghiệm phương pháp trồng gừng hữu cơ trong bao. Đây là phương pháp sản xuất mới. Phương pháp này, Sencoin đang nghiên cứu thử nghiệm, nhưng bước đầu cho thấy có thể nhân rộng, trở thành phương pháp trồng cây giúp cho nhiều bà con nông dân trong lúc nông nhàn, tạo thêm thu nhập cho nông dân nghèo, thiếu đất sản xuất, góp phần xóa đói giảm nghèo tại địa phương. Có được như vậy là nhờ ưu điểm như cơ động, hạn chế mưa bão, ngập lụt, hạn hán do dễ di rời. Đặc biệt là dễ thu hoạch, dễ bán từng bao hoặc từng phần mà không làm ảnh hưởng đến những cây khác. Trồng gừng theo phương pháp này đầu tư ít, không tốn nhiều công, gừng lớn nhanh gấp đôi so với cách thông thường. Đặc biệt có thể chủ động sơ tán, di rời gừng khi bị lũ lụt, đất bị ngập nước. Trồng 7-8 tháng có thể thu hoạch. Trung bình một bao thu được 1,5 đến 2 kg gừng củ, lãi gấp nhiều lần so với cách trồng thông thường. Ngoài việc trồng rau sạch thủy canh, trồng gừng hữu cơ trong bao, mô hình có thể mở rộng việc trồng rau trong thùng sơn và thùng phi, trồng rau ngoài đất và nuôi cá trong ao. Hiện tại, việc canh tác trên khu vực thùng phi và thùng nhựa, các loại cây rau màu như rau muống, rau đay, rau dền, mồng tơi, đậu, và đã bước đầu có kết quả đem lại nguồn rau xanh cho nhà máy. Khu ao cá sử dụng để nuôi ba ba và cá thích hợp, hiện tại đã thả hơn 1.000 con cá rô phi đơn tính và 200 cá chép. Rau sạch hay còn gọi là rau an toàn là loại rau được sản xuất theo quy trình kỹ thuật bảo đảm, hạn chế đến mức thấp nhất việc sử dụng phân hóa học, thuốc trừ sâu, thuốc kích thích v.v. nhằm giảm tối đa lượng độc tố tồn đọng trong rau như nitrat, thuốc trừ sâu, kim loại nặng và vi sinh vật gây bệnh. Các sản phẩm của nhà máy xanh Sencoin được sử dụng các phương pháp an toàn nhất, không thuốc hóa học, không phân bón vô cơ, v.v. nên các sản phẩm luôn bảo đảm sạch tuyệt đối. Dù mới trong giai đoạn thử nghiệm, nhưng các sản phẩm của Sencoin đã mang đến cho cán bộ công nhân nhà máy Sencoin một niềm tin vững chắc cho sự phát triển tốt đẹp của mô hình nhà máy xanh này trong tương lai.